New year, happy new year, we all have our songs.
lại của mọi gia đình. Đón chào xuân mới, xuân bính tuất. Năm cũ đã qua, mọi gia đình chúng ta có nhiều việc vui trọng đại. Các ông, các bà và mọi người đều mạnh khỏe. Hôm nay, ngày 5 tháng 1, xuân bính tuất, đại gia đình chúng ta mừng xuân và kỷ niệm ngày cụ ông, cụ bà đã ra đi theo tiên tổ về cõi vĩnh hằng. Thay mặt cho gia đình, xin chúc mọi nhà, mọi người sang năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc các cháu thanh niên phấn đấu xây dựng kinh tế giàu mạnh, thành đạt và hạnh phúc. Chúc các cháu thiếu niên mạnh khỏe, học hành tiến bộ, đạt nhiều thành tích, mang nhiều vinh dự về cho gia đình chúng ta. Kính thưa các ông, các bà, tân quý khách cùng đại gia đình, cũng vào ngày này cách đây gần 20 năm cụ ông đã ra đi, và cách đây gần 10 năm cụ bà cũng ra đi. Các cụ tuy đã đi xa, song vẫn để lại cho con cháu những hình ảnh gần gũi thân thương, không bao giờ phai nhạt. Cụ ông tên là Lê Xuân Chế, sinh năm Quý Mão 1903, mất ngày 5 tháng 1 năm 1987, hưởng thọ 85 tuổi. Cụ bà Lê Thị Hồ, sinh năm Đinh Mùi 1907, mất ngày 6 tháng 1 năm 1998, cụ hưởng thọ 92 tuổi. Hai cụ sinh hạ được 8 người con, 6 người con trai và 2 người con gái. Cụ còn có thêm 2 người con nuôi. Con cả của cụ là ông Lê Xuân Nhế, sinh năm 1924, lấy bà Đàm Thị Xót, thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng. Ông bà đã sinh hạ được 4 người con, 2 trai và 2 gái. 2 người con trai của ông đều là sĩ quan trong quân đội. Các con cháu của ông bà đều được học hành và thành đạt. Con thứ hai của cụ là ông Lê Xuân Bính, sinh xây dựng gia đình với bà Lương Thị Hán cùng làng. Ông bà đã sinh hạ được 7 người con, trong đó 3 người con trai và 4 người con gái. Con cháu ông bà đều thành đạt trong cuộc sống. Con thứ ba của cụ là ông Lê Xuân Đạt, xây dựng với bà Bùi Thị Đan, thôn Thạch Ngự, xã An Thái. Ông bà sinh hạ được 7 người con, 2 trai và 5 gái. Các con cháu của ông bà cũng đều thành đạt trong cuộc sống. Con thứ tư của cụ là ông Lê Xuân Thoa, xây dựng với bà Nguyễn Thị Nhan, quê ở Thanh Nguyên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông bà sinh hạ được 1 trai và 3 gái. Con cháu ông bà đều là công nhân viên nhà nước. Con thứ năm là bà Lê Thị Mâu, xây dựng gia đình với ông Trịnh Văn Mến ở xã Mỹ Đức. Ông bà sinh hạ được 2 người con trai và 4 người con gái. Con cháu ông bà cũng đều thành đạt trong kinh doanh. Con thứ sáu là bà Lê Thị Mau, xây dựng với ông Đào Văn Hòa cùng làng. Ông bà sinh được 3 người con trai và 2 người con gái. Con thứ bảy là ông Lê Xuân Dâu, sinh năm 1945, xây dựng với bà Nguyễn Thị Chanh, quê ở Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ông bà sinh được 1 con trai và 1 con gái. Con ông bà đều học hành đỗ đạt. Con thứ 8 của cụ là ông Lê Xuân Hưng, sinh năm 1953, xây dựng với bà Ngô Thị Nguyệt, quê quán An Thái, An Lão. Ông bà sinh được 2 người con gái và 1 người con trai. Con gái ông bà đều học hành tiến bộ và thành đạt. Và con nuôi của cụ là bà Nguyễn Thị Mùa, xây dựng gia đình tại xã Khởi Nghĩa, Tiên Áng, Hải Phòng. Có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Con nuôi của cụ là ông Nguyễn Đức An, quê quán ở Đại Phương Nam, An Lão, Hải Phòng. Con cháu ông bà đều thành đạt. Đến nay con cháu của cụ, cháu nội đã 27 cháu, mà cháu ngoại 18 cháu. Chất nội là 13 chất, mà chất ngoại là 79 chất. Tổng số con cháu của cụ, dâu rể là 100 và cháu chất là 182 người. Con cháu các cụ là sĩ quan trong quân đội là 6 người, là có bằng kỹ sư 18 người, đang học đại học và cao đẳng là 6 người. Trong năm qua các cháu học hành, học sinh giỏi cấp huyện là 3 cháu, giỏi cấp thành phố là 1 cháu. Con cháu các cụ không có ai mắc tệ nạn xã hội. Trên đây tôi xin được một tóm tắt tiểu sử của gia đình ta. Tiếp theo chương trình giới thiệu cháu Lê Xuân Cảnh là cháu trưởng, thay mặt cho bác trưởng nên đọc văn cúng các cụ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tế thứ Minh Tuất Viên, Chính Nguyệt, Sơ Dũng Nhật, Việt Nam Quốc,
Hải Phòng, thành phố An Lão, huyện An Thọ, xã Cao Mạc thôn, tiến chủ Lê Xuân Cảnh, đồng gia Cẩn Dĩ, cụ Vàng Phù Lưu, thanh trước thứ phẩm Chi Nghi, cảm chiêu cáo vu, cung thỉnh hiến tẩu thảo Lê Xuân Chế, chân linh táng tại Nam Thiên Sứ, giang vô linh sàng Lê Nam Hiến Ngẩn, vị tiền hiến tổ tỷ Lê Thị Vụ, chân linh táng tại Nam Thiên Sứ, giang vô linh sàng Lê Nam Hiến Ngẩn, vị tiền hiến tỷ Đàm Thị Xoát, chân linh táng tại Nam Thiên Sứ, giang vô linh sàng Lê Nam Hiến Ngẩn, vị tiền thúc phụ Lê Xuân Hoa, chân linh táng tại Đông Thiên Sứ, giang vô linh sàng Lê Nam Hiến Ngẩn, vị tiền tổ cô Lê Thị Thừa, Lê Thị Mươi, Lê Thị Nhéo, vị tiền mánh cô Lê Thị Nghệ, Lê Thị Xanh, Lê Thị Nhỏ, giang vô linh sàng Lai Lâm Hiến Ngẩn, kính cập Lê Gia Tiên Tổ, cao cao chi tổ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ ngã tôn thân đồng tộc, đảng chủ chân linh đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân âm thần tổ địa, bản xứ thượng ngấm, phù hộ độ trì cho tiến chủ và đại gia đình, mọi sự bình an vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình xin mời tất cả con cháu gia đình bác trưởng, con cháu gia đình bác trưởng tập trung để làm lễ thắp hương cụ. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành, người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra, người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái
sơn nghĩa mẹ như nước. Trong nguồn chảy ra trong gió ngàn mừng đón.
cũng đến là thân thương với tôi và cũng xin chào các tôi cũng xin mời ông bà đồng dân với thân thương và thân thương với tôi.
trên màu đơn trẻ. Thần tài đế, thần tài đế, phước mới cho mọi nhà. Thần tài đế, thần tài đế, bán buôn vô ảo tàu. Thần tài đế, thần tài đế, mấy ai không ham giàu, không có gian nan không quên. Đầu ông đội mão vàng, quạt thân kim bào, thân kim bào, hùng dũng nhân đức, từ tóc sâu bạc phơ, dâu bạc phơ, từ nơi thượng giới tiên xua xuân rào bước đến coi thế gian. Trên tay ông mang thỏi vàng, đầu ông đội mão vàng, quạt thân kim bào, thân kim bào, hùng dũng nhân đức, từ tóc sâu bạc phơ, dâu bạc phơ, từ nơi thượng giới tiên du xuân rào bước đến coi thế gian. Trên tay ông mang thỏi vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng.
sẵn sàng, mong mong ngày gần nhất.